Alo, mình chào tất cả các cô chú, các anh chị cũng như tất cả các bạn ở trên gia đình của YouTube nha. Mình là Hiếu Nguyễn, sống tại thành phố Phan Thuột. Hôm nay mình đi mình quay cho các bạn coi một cái tiệm đồng hồ rất là sang trọng, bậc nhất của thành phố Phan Thuột. Hai cái đồng hồ mình đang quay cho các bạn coi, các bạn thấy cái hiệu này là của Đức nha các bạn. Nó kêu là lăng Zöhne, mà các bạn thấy là nó cái trên á là của đàn ông, đó, cái dưới cũng của đàn ông luôn, nhưng mà coi như là cái trên á là các bạn thấy nó là 359.200 nha các bạn, 359.200, tức là gần gần 360.000 euro một cái, còn cái dưới á là 61.200. Đồng hồ của Đức đó các bạn. Tại vì có nhiều người á, thì nói chung ở trên tất cả những cái người mà người ta chơi những cái loại đồng hồ á, là người ta chỉ có biết thí dụ như Rolex, Omega, nhưng mà cái hiệu này á, thì chắc là những các bạn nào mà không rành về đồng hồ á, thì ít có nghe tới cái hiệu này. Nhưng mà cái hiệu này là mình nói là nó không phải chỉ có nổi tiếng ở nước Đức mà nó nổi tiếng cho toàn thế giới luôn. Chính vì vậy các bạn thấy một cái đồng hồ của người ta mà người ta bán 360.000 đồng, là gần gần ba ba gần gần 360.000 euro, thì là các bạn biết là nó cái giá trị của cái đồng hồ nó phải lên tới cỡ nào rồi. Cả hết nha các bạn. Cái tiệm đây đây là cái tiệm, cái tên tiệm của nó là tên là Pucherer, Pucherer. Nó coi như là cái tiệm này là nó có từ năm 1888 rồi các bạn, thế kỷ coi như gần gần cuối thế kỷ thứ 18 đấy rồi đó. À, mình quay cái này có thể các bạn khó nhìn thấy là tại vì mình quay á, là mình quay mình không có phải được phép vô trong tiệm quay, mà mình quay qua kính nha các bạn, quay qua cái miếng kính mà của coi như tiệm người ta đó. Tức mình đứng ngoài đường mình quay, bởi vậy có thể không biết, mong rằng là các bạn nhìn thấy nó được rõ. Đây là hột xoàn, tất cả các loại hột xoàn, kim cương, từ dây chuyền cho tới nhẫn cho tới bông tai, là dây chuyền của coi như là kim cương nha các bạn, kim cương thiệt đó. Các bạn thấy trong cái tiệm này á, từ nãy giờ mình quay cho các bạn thấy sơ sơ á, là các bạn thấy một cái đồng hồ của ở trong đây á, rẻ nhất là cũng phải 2.000 mấy euro, 2.500 euro, cho lên tới cái hàng mà coi như là 300 mấy chục ngàn euro luôn. Ok, rồi bây giờ mình quay cái cảnh bên nhà băng cho các bạn coi nha. Với cái cảnh bên nhà băng cho các bạn coi, coi nhà băng. Quay sơ sơ cái cảnh nhà băng của Phan Phục như thế nào cho các bạn thấy chung. Sở dĩ hôm nay mình đi mình quay á, là tại vì cảnh tất cả những cái nhà băng cũng như những cái cảnh của thành phố Phan Thuột này cho các bạn coi ở ngay giữa trung tâm phố xá nó như thế nào nha các bạn. Giờ này thì trời đang nắng rất là đẹp các bạn, trời hôm nay rất là đẹp. Giờ này là đang là coi như 2:15 trưa,
12:15 trưa ngày 28 tây tháng 7 năm 2020. 2:15 trưa. Đây là có một cái tượng đài tưởng niệm của thành phố Phan Thuột. Nó làm rất là đẹp nha các bạn. Những cái đài tưởng niệm này á, là thường là nó sẽ tưởng niệm những cái ông mà thời mà của còn có như là vua chúa các bạn. Ví dụ như là những cái ông bá tước này, bá tước kia đó, của vào coi như thế kỷ thứ 17, 18. Còn cái tòa nhà mình đang quay cho các bạn coi đây là Deutsche Bank. Tức là nó là nhà ngân hàng nước quốc Deutsche Bank. Cái nhà băng này là cái nhà băng chính của trong con nước Đức nha các bạn. Bởi vậy nó để Deutsche Bank á, tức là ngân hàng nước quốc. Bên hông của nó cũng lại thêm những tòa nhà băng khác nữa. Cái thằng này nó cũng cao có khoảng chừng 250 mét luôn đó các bạn, 250 mét. Nó cũng phải có trình độ khoảng chừng 70 tầng. Các bạn coi cái tượng niệm của người ta là mới là mình quay cái đằng trước, nhưng mà nó có tới 4 phía nha các bạn, nó có 4 phía luôn, đông tây nam bắc nó có 4 phía hết đó. Đó, các bạn thấy không, đây là nó để một cái đầu hình con sư tử bằng đồng đen nha các bạn, đồng đen rồi để coi như phun nước ra ngoài đó, nhìn trông cho nó đẹp mà nó lại mát mẻ. Tất cả những cái tượng này mà các bạn thấy là không có bằng sắt nha các bạn, bằng đồng đen hết á. Cái đồng đen này các bạn biết là nó rất là mắc và nó rất là quý. Nó chạm chỗ các bạn thấy không, cái lối kiến trúc của người ta nhìn chạm chỗ, nhìn trông rất là đẹp.
Cái tượng đài này á, là nó xây dựng vào ngày 24 Tây tháng 6 năm 1840 nha các bạn, vào thế kỷ thứ 18. Rất là đẹp luôn anh ơi. Năm nay rất là đáng tiếc là bị coi như là nó bị cái dịch coi như là Corona Vũ Hán này các bạn. Bởi vậy trên năm ra coi như là nó làm mất đi tất cả hết những cái vẻ đẹp mà của coi như là bên thành phố mà du lịch của người ta. Mà mình nói chung là giống như năm nay thì các bạn biết rồi là không riêng gì nước Đức này đâu, mà tất cả trên toàn thế giới này đều bị ảnh hưởng hết. Chứ mọi năm là các bạn biết là giờ này là vui lắm các bạn. Mọi năm là giờ này là thôi khách mà coi như là khách du lịch mà coi như của tứ phương họ đổ về đây. Mà năm nay thì đều heo hút gió. Những cái cây này á, là họ cũng coi như là mới trồng này nha các bạn. Mới trồng, nói mới trồng vậy thôi chứ. Tức là cái cây của họ cũng lớn dữ lắm rồi. Nhưng mà họ cũng mới trồng được khoảng, mình nói mới trồng vậy thôi chứ cũng được, cũng tới chừng khoảng chừng 10 năm rồi các bạn. Dạ, được có 10 năm rồi. Cái phần mình đang muốn muốn quay cho các bạn coi thấy được á, là ở bên đây để các bạn nhìn thấy là cái giấy nhà mà mua sắm ở bên đây á, là cái khu này á, cái góc này á, là cái góc mà coi như là của coi như là đẹp nhất mà sang bậc nhất của thành phố Phan Thuột nha các bạn. Sang nhất mà đẹp nhất của thành phố Phan Thuột. Thì ở đây thì tất cả những cái coi như là thương hiệu mà nổi tiếng trên toàn thế giới đều nằm hết ở mà cái góc phố này nha các bạn. Ví dụ giống như là hiệu Chanel, hiệu Gucci, hiệu Prada, Louis Vuitton, Lacoste, Hugo Boss. Cartier là nằm hết ở đây nha các bạn. Tất cả những cái thương hiệu mà
nổi tiếng trên toàn thế giới này là nằm hết ở cái góc này các bạn. Khu này là khu có thể nói nôm na là khu trung tâm mua sắm mà của dân nhà giàu các bạn, dân đại gia đó. Đây là hiệu cái thương hiệu này là các bạn biết là nổi tiếng trên toàn thế giới nè, hiệu Louis Vuitton của Pháp nha các bạn. Đó các bạn thấy không, đây là những đôi giày vào bậc nhất mà của hiệu Louis Vuitton, cái model mới nhất. Rất là đẹp các bạn ơi. Tại vì các bạn thì cứ nhìn sơ sơ là các bạn biết là cái khu nhà giàu rồi. Lát nữa mình sẽ quay cho các bạn coi những chiếc xe mà loại mắc tiền và gần như vào hàng bậc nhất bậc nhì mà của nước Đức. Giống như chiếc này mình đang quay nè các bạn thấy không? Chiếc này là chiếc coi như là S450 Mercedes. Chiếc này là cũng là 8 máy nha các bạn. Tám máy. Hai 280 mã lực. Đó đây là mình quay sơ sơ cho các bạn thấy tất cả những cái thương hiệu mà nổi tiếng của thế giới cho các bạn coi nha. Như cái đồng hồ Hublot này là hiệu này cũng nổi tiếng trên thế giới luôn nha các bạn. Đây thêm một chiếc Mercedes nữa, hàng mới của nó luôn. Còn bên đây là các bạn thấy cái tiệm này là tiệm Gucci, hàng Gucci, hàng sang của Ý. Đây mình quay cho các bạn coi một chiếc này, nó gọi là chiếc Lamborghini. Đó, Lamborghini, xe của Ý nha các bạn, xe thể thao. Nhưng mà cái loại này là loại giống như là xe mà nó chạy hai cầu đó các bạn. Phim ăn phia chạy hai cầu. Các bạn thấy chiếc này đẹp không? Chiếc này là cũng 8 máy luôn nha các bạn. 8 máy. Đây là hiệu của các cô các bà rất là thích, từ bóp ví đầm giày dép cho tới nước hoa, là hiệu Chanel của Pháp.
Đây là cũng một thương hiệu nổi tiếng của thế giới luôn, hiệu Bata của Ý nha các bạn. Bata là của Ý. Thằng này nó về đồng hồ với lại coi như tất cả mọi thứ cũng nổi tiếng, hiệu Cartier. Cartier này cũng của Pháp. Còn đây là cũng là một cái trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng của Pháp cũng như của thế giới về dầu thơm, về quần áo, giày dép, tất cả mọi thứ, bóp đầm, bóp sách, từ là hiệu Dior, Christian Dior. Đây là thêm cũng một thương hiệu mà nổi tiếng của Ý cũng như của thế giới, Giorgio Armani. Còn thằng này thì các bạn biết rất là nổi tiếng, cũng của Ý luôn, Versace nha các bạn. Riêng cái thương hiệu này thì các bạn biết cũng rất là nổi tiếng của thế giới luôn. Nó cũng tất cả quần áo, giày dép, đồng hồ, nữ trang cho tới bóp của đàn ông, đàn bà, bóp đầm, việc gì rất là nổi tiếng, hiệu Burberry. Còn đây một cái hiệu này các bạn biết là hiệu này là hạng nhất trong của châu Âu luôn, mà cũng có thể nói là trong thế giới luôn, là hiệu Hermès, cũng của Pháp luôn nha các bạn. Hermès, các bạn biết là một sợi dây nịt á, một sợi dây nịt của đàn ông á, của phái nam á, mà có nhiều sợi dây nịt á, nó lên tới 5-6 ngàn euro. Một sợi dây nịt mà 5-6 ngàn euro nha các bạn. Còn những cái bóp mà bóp đầm mà của mấy cô mấy bà là nó lên hàng cỡ chừng 4-50 ngàn. 4-50 ngàn euro là chuyện bình thường.
chỗ này họ đang vay lại là tại vì họ đang sửa lại cái đường các bạn. Họ đang lót gạch lại cái đường. Đó, còn đây là một trong những hiệu mà nổi tiếng của nước Đức. Thương hiệu này là thương hiệu chính hiệu của Đức mà cũng nổi tiếng trên thế giới luôn, Montblanc. Thằng Montblanc này người ta biết được nó bán cũng đủ thứ nha các bạn, từ túi xách cho tới đồng hồ, cho tới kính mát, cho tới túi vali, tất cả mọi thứ hết. Nhưng mà thằng Montblanc này nó nổi tiếng nhất là về cái vấn đề mà cái viết, cái bút đó các bạn, bút viết, bút nguyên tử cũng như là bút mà về viết mực, viết miết gì á, là nó nổi tiếng của thế giới. Nhưng mà nó là của Đức. Thương hiệu này của Đức. Bên kia thì có Celine của Paris, của Đức luôn. Bạn thấy rồi đó. Để mình đi qua bên kia một chút xíu cho các bạn thấy. Còn thương hiệu này các bạn thấy là thương hiệu của Mỹ nha các bạn, Michael Kors. Cái này là đám trẻ trẻ tuổi bây giờ họ rất là thích. Những đám trẻ trung mà có tiền, có nhà giàu, họ rất thích cái hiệu này. Nhìn trông nó thể thao mà nó lại coi như là trẻ trung mà nó cũng sang nữa các bạn. Hiệu Michael Kors. Michael Kors. Có đám mấy đứa mà trẻ trẻ tuổi á, nhóc nhóc nào đấy mà nó chạy những chiếc xe đó là các bạn biết, xe đạp điện đó các bạn, xe đạp điện. Giống giống như kiểu xe đạp điện ở bên đây. Rồi bây giờ mình đi lòn lòn ở trong đây ra thì mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn thấy được là cái nhà hát lớn thành phố. Nhà hát lớn thành phố thì có lần mình cũng có đưa lên trên mạng rồi, nhưng mà sẵn đây thì thôi kệ, mình quay sơ sơ cho các bạn thấy. Tại vì nó cái nhà lớn thành phố các bạn biết rồi, nhưng mà tại vì mình muốn quay những cái nhà băng á, nó dính dính với lại cái nhà lớn thành phố á các bạn. Đó, các bạn thấy cái nhà của người ta rất là cổ kính nha. Những cái nhà này là các bạn biết là nó xây được cũng phải mấy thế kỷ rồi các bạn. Nó từ hồi thế kỷ thứ 17, 18 không à. Tức là mấy căn này là nó độ chừng khoảng chừng, nếu mà nói về cái tuổi đời của nó thì nó phải có chừng khoảng chừng 200 mấy 300 năm. Thank you.
là mình chờ đèn xanh đèn đỏ á các bạn, để mình qua đường nha. Đây cũng là một cái nhà băng, tôi cho băng cao cũng tới khoảng trình độ chừng 200 mét nha các bạn. Tất cả những cái tòa nhà này mà mình quay cho các bạn coi á, mà nó cao cao á, là các bạn tưởng tượng là căn nào của nó cũng phải tới từng khoảng từ 150 mét đổ lên không ạ các bạn. Đây cái đằng trước của mình quay cho các bạn coi nè. Các bạn nhìn thấy thì các bạn cứ tưởng là một cây lâu đài, nhưng mà thật ra nó không phải là lâu đài, mà nó là nhà hát lớn thành phố. Nhà hát lớn thành phố, nhà hát chính đó các bạn. Đó. Thì cái nhà hát này là nó sẽ diễn kịch, hoặc là giống như ca hát rồi gì, mà những cái người mà phải gọi là nổi tiếng trên thế giới này, từ ca sĩ cho tới ví dụ giống như là những nhà ảo thuật gia nổi tiếng, ví dụ như là David Copperfield cũng có lần tới đây rồi. Yeah, David Copperfield cũng có lần tới đây diễn rồi. Yeah. Hay là ca sĩ thì các bạn biết được là phải ví dụ giống như những người như có chừng Elton John, Mariah Carey, Whitney Houston. Đó. Thậm chí là coi như là ngày xưa mà lúc mà Michael Jackson mà chưa mất chưa chết á, là cũng có về đây ca rồi. Yeah. Tức là tất cả các ca sĩ, các coi như là dân điện ảnh cũng như là kịch nghệ, nhà ảo thuật gia là phải có tầm cỡ và có tên tuổi trên thế giới đã về đây diễn qua hết rồi các bạn. Đó, còn đằng trước đây là nó có một cái giống như một cái hồ, nó quay tròn lại vậy á, rồi nó phun xịt nước lên cho nó mát mẻ. Các bạn thấy rồi á, mùa hè mà ví dụ như có nhiều người ta đẩy con nít đi thì con nít thì nó đó, các bạn thấy không, giống như có cái cô đó á, là cô bỏ giày ra xong cô xuống cô đi bộ vòng vòng ở dưới hồ cho nó mát mẻ. Cái này nó xịt mặn tới mức độ màu, các bạn biết mình đứng cách nó chừng khoảng cỡ chừng 10 mét á, mà nó xịt thiếu điều mà coi như cái nước nó muốn văng vô trong cái điện thoại của mình luôn á. Đây, nhà lên thành phố đây. Cái này thì cái mặt trước của nó thôi, chứ còn bên trong thì nó rất là nhiều phòng nha các bạn. Phòng ốc của nó rất là lớn, bự lắm. Mà cái cách mà chạm chỗ của nó, cách điêu khắc của nó là các bạn biết được là nó rất là đẹp. Cái nhà hát lớn thành phố này thì nó cũng có khoảng chừng 200 năm rồi các bạn. Cũng tới khoảng chừng 200 năm rồi. Đẹp hả các bạn ha? Rất là đẹp. Đó, các bạn thấy đẹp không?